Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tùng Bay Game. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chiến ARK Online, map The Center và mod Attention Core cùng với mọi người nha. Thì hiện tại nói về tập trước một tí, đó là mình đã thêm được tập trước mình làm gì nhỉ? À, mình giết ba con Omega đó, và mình lấy skin của nó mình để vô ba con thú này, em thấy ghê không? Hơi bị chuyến. Thì tập này thì mình sẽ tiến tới mục tiêu thêm một cái nữa, đó là mình giết ba con work boss để tìm những cái đồ ráp mấy cái con robot, cũng như là đi tìm mấy cái con mạnh hơn nữa nha. Nói chung là series của mình cũng gần end rồi, tại vì anh em chơi cũng đông cho nên là cũng khá là nhanh đấy, mọi người cứ share đồ ra chơi như vậy. Và tại do ngày hôm qua mình khá là mệt, mình không có quay video á, cho nên là anh em ở trong server chơi được cái con nhện, con robot, nói chung là có đủ ba con rồi. Có đủ ba con robot, và anh em tôi mới biết thêm một con nữa để mình bay lên cho anh em coi. Một cái con này á, là nó spawn ra ngoài tự nhiên, một cái thú, một con thú wheel. Cách tem nó cũng khá là đơn giản, chỉ cần quýnh nó gần chết và nó thuộc về mình thôi. Quýnh gần chết còn 10% máu, theo như lời phát nó là tự động thuộc về mình. Nên anh em có thể thấy được nè, một con khỉ nè. Wow, anh em toàn là cỡ rồng cỡ phụng đi không à, mình chơi hơi trà chậm. Thấy không, Bokito, và con này là Ultimate Bokito. Con Ultimate thì tất nhiên là nó sẽ mạnh hơn. Còn đó nó bon ngoài tự nhiên. Ok, bị kẹt rồi. Và để mình chơi cho kẹt với anh em, hôm nay là mình lấy con Dodo Wyvern thì mình đi. Con Dodo Wyvern này nó mát cấp chưa nhỉ? Ok. Té té. Anh lấy Dodo Wyvern em là đi cho nó khỏe hơn. Ok, anh té anh chết luôn. Em thải con Dodo Wyvern ra cái chỗ ấy đi. Tại Dodo Wyvern em mới 150 điểm đồng góc thôi. Thì như nếu như các bạn chưa coi tập trước á, thì tập trước mình có nói là khi mà các bạn mấy con boss á mà đánh lên vào mấy con work boss á thì nó sẽ được nhân đam rất là nhiều. Đấy, và mình cũng có đọc trên những cái trang web của Attention Core thì nó cũng nói là những con work boss á nó không có bon cái chỉ số quá 10 tỷ máu. Đó, thì tùy theo setting, cho dù các bạn chơi setting thú wheel nó cao cỡ nào thì mấy cái con work boss thì nó không quá 10 tỷ máu. Em bỏ vô chưa? Rồi à. Lên đi. Wow, nhiều vải liền lắc luôn. Ở trong đây có hai con, hai cái Dodo Accent nè, Dodo Wyvern Accent, chứ giờ chắc không ai xài đâu ha. Tại giết con kia cái thì hiện tại được chưa luôn á. Rồi, ok. Wow, có đắt nét ở nhà luôn rồi hả? Ngon vậy? Dạ, mới đi tìm rồi. Rồi. Test thao ngoài cho anh. Thôi thôi được rồi, để chừng nào anh làm anh test luôn. Có nào mới có ăn. Và bây giờ thì mình sẽ đi qua giết cái con workbot đầu tiên, đó là con bên núi lava, núi lửa. Và con đó là cái con Rock Golem. Đấy. Con này bay hơi chậm ấy nhỉ? Em máu chưa Tùng ơi? Quên nó đem máu, để tôi có đem máu cho ta. Chưa. Có để máu ở ngoài chưa? Alo Phát ơi. Dạ. Có để máu ở ngoài hòm chưa? Dạ, anh qua đi em đưa máu vậy, em còn giữ cho người. Wow, má nhìn đúng xịn luôn hả nào. Thì từ từ mình sẽ tem được có đầy đủ hết, tại mấy anh em cũng khá là hơi bận, mình không có làm clip. Từ từ mình sẽ làm mấy cái clip review nó cho anh em xem là cách tem mấy con này, cũng như là nếu dành cho anh em nào không có xem cái quá trình chơi của mình. Này. Có con nào bay nhanh nhanh không để anh bay cho nó tiện chứ. Kiểu này bay tới 5 heo mới xong. Ừ. Trong đây có con nào luyện là Master Beast chưa? Không, mà bây giờ không bay của em chỉ là mấy con cấp cao hơn thôi. Ôi dồi. Anh thì chưa muốn tài cái đó đâu. Cả anh đem thêm một con bờ te đi. Ít dùng nhiều gì nó cũng nhanh hơn con Dodo Wyvern.
level to to một tí. Chưa có đồ cưới à? À, để em lên lấy bờ tê level chứ, quên. Ôi, có cái remote, ôi, có cái remote Aegis Shield nè, cái này cái skin hả? Ôi, nhìn xịn vậy, ôi không phải. Ôi, nhìn đúng xịn luôn. Ôi, cái shield này, cái shield nhìn đã thế nhờ. Đây à, con mà tay mà người dùng nè. Đâu đâu đâu, anh đang đứng ngay hòm. À, tụi nó có đồ test hết rồi anh em ạ. À. À, cái siêu đó hồi nãy em mới cuốn mấy mà lấy chip cái gì con black chip chip black nó ra thiên thiên sản đó. Rồi à, có đồ cưới không? Kia cái đồ cưới không có rồi. Kia để em phu đồ vô cái đó. Lấy con quay rành nè Tùng, cho nhanh nè. Rồi con nào nhanh là đi được rồi. Không là có thêm con nữa hả? Phải bầy của anh em. Rồi kinh thế nhở. Toàn đem qua kìa hàng luôn ta. Ok. Đi Dodo Wyvern. Dodo Wyvern đây. Rồi, let's go. Wow, con này bay đúng nhanh luôn. Nó lại được, nó lại hợp lý. Ồ, thằng xài đồ Racing Boy đâu. Đi farm là BC không phải là. Đây, 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 có một con. Gặp đi em. Con này ha, anh em thấy không, level nó có 20 thôi anh em ạ. Bon ra thì hên xui. Mà mình thấy là cái level thú mà nó quay má có anh NPC chép nữa nè. Con quay vần đánh nổi anh NPC chép không vậy? Đâu đâu đâu. Em qua, em qua, em qua đi. Đây nè, đây nè. Chép, chép Black đó nha, chép Black ở bên núi lửa nhỏ đó. Chơi hết anh. Rồi rồi, rồi 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 rồi. Vậy em qua đi để anh bên đây anh chờ dạ, con quốc boss lại cho. Đâu, em quấn đồng chứ quốc boss nè. Đâu còn chép nè. Mình chép nó bên phải, mình góc bên kia đúng rồi, hướng của con Darknet á. Chơi đó. Rồi, ok các bạn thấy nè, bây giờ mình cho các bạn coi nè. Mấy cái con Dodo Wyvern á là đánh mấy con thường, ví dụ như Dodo Zoom Dodo đi, 700 mấy chục ngàn là cũng cao ha. Và bây giờ mình đánh con này nè. Để mình cài cái heal vô người nó cái đã. Rồi, hợp lý chơi. Ui, anh em thấy không? Tới tận 1 tỷ rưỡi lận. Oh shit. Đó, nó lại hợp lý. Anh em thấy rõ ràng không? Khi mà chúng ta đánh World Boss thì nó được nhân đam lên một cách cực kỳ nhiều. Nhân 10 lần cũng chưa đủ nữa, tại vì 10 lần thì có 700 triệu thôi. À kìa, sao mình không mở khóa được cái gì hết trơn vậy? À, vô người, đồ trong người rồi. Ok, vô trong người mình rồi. Ui, 10 viên ngọc, rồi trophy gift nè. Mấy cái món đồ trophy đầu nè. Rồi artifact Kube nè, là mấy full bộ artifact mà 12 món. Mấy cái Vrim này nè, ra cái gì nhỉ? À, máu, mấy cái vật liệu máu, vật liệu Vrim. Ví dụ như máu, rồi Lacper, rồi Vrim Bell, ABC, Z. Một lọ đề tóc, rất là nhiều lọ, rất là nhiều đồ cưỡi. Cái này là cái đồ để tem, cái keyboard để tem one hit luôn nè anh em. Đó, bỏ vô người là nó ăn một cái thôi. Element, Closure. Rồi ok, đi tiếp, khá là nặng ha. Không sao, bỏ qua đây. Còn không em cho anh thêm hai cái. À đây nè, bây giờ nó mới mở nè các bạn. Bây giờ nó mới mở test totem cho mình nè, rồi mấy cái tribute nè. Đấy, nó giết một con quốc boss là nó ra như vậy. Ấy ai ai ai. Hết bà rồi, sao lên lại. Chết bà rồi, sao lên lại đấy. Nhảy xuống luôn ha.
Ui, đỡ tao, đỡ tao. Hay quá. Tuyệt vời. Rồi, và bây giờ mình qua vùng núi tuyết để gặp con khỉ ha. Voi cam. Con voi. Ê, coi có dùm đồ, dùm đồ. Ui, nghe nghe tiếng, nghe tiếng, nghe tiếng. Ui da, ui da, ui da, ui da, ui da, ui da. Giết nó gì mà. Ui, mà đánh 21 triệu lần hả? Căng vậy. Căng Em vậy có tiền của mình. em rồi. Em còn dư slot không? Xuống anh gửi đồ nè, đồ anh nhiều quá trời quá đất rồi. Nè em Có nè. lấy. Nè nè nè, anh gửi đồ nè, muốn lấy gì lấy, anh lấy là mấy món đồ của anh thôi. Khoan em giật bớt đồ thôi nè. Lấy mấy cái lọ để tóc. Anh em thấy ông đánh cũng khá là dễ, tại vì ban đầu á mình tính là mà ban đầu mình cũng mới biết gần đây thôi, mấy con workbot này mình cũng mới biết gần đây thôi là nó sẽ đánh, nó sẽ nâng đam lên rất là nhiều đấy. Ban đầu là mình tưởng là nó máu nó mấy chục tỷ, cho nên là mình mới kêu anh em là đánh tem khoảng chừng mười mấy con bot đánh chết rồi đánh vô đánh lượt này lượt kia vô nhiều lên. Nhưng mà anh em trong lúc mà chơi thì mọi người phát hiện ra là đánh rất là lên rất là nhiều đam, cho nên là thôi khỏi. Tùng mấy cái đầu đừng có dùng nha. Ok, anh để hết cho em rồi đấy. Bà yên tâm đi, nhà em nhiều đầu lắm. Rồi, bây giờ kiếm con voi. Voi, bên đây có con ghi, có con ghi gan gì mà nó anh phải ghi gan mà máu me tùm lum mới được. Ủa, này có con Omega Dragon nữa nè. Này, rồi. Có con vô cái đây nè. Rồi, anh thấy rồi, anh chơi luôn. Theo như lời của mọi người trong server nói là con Hết để nó đi anh. Không có lo tới mấy con bò. Đưa 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 hết em, đừng đừng Ấy. đừng em. Sao vậy, gì mà hay? Anh kêu đừng em nói này bấm mấy nhé, nó dọn hết Uầy, để con này nó trâu đang nha. đi. Anh em thấy không, con này level 85 đánh hơi cực luôn á, đánh hơi lâu. Nhưng mà không sao, nó cũng đánh mình cũng không có bao nhiêu. Vậy mà hồi đó anh kêu bấm em vô nha, còn 400 tỷ máu. Ban đầu á tình hình là như thế này nè anh em, có thể mọi người không biết đâu, các bạn không biết đâu là mình biết á, là những cái con workbot này nó spawn ra tự nhiên là level 20 như hồi nãy các bạn thấy. Mình thì mình biết cái việc việc đó, cho nên mình muốn là độ khó cho mọi người trong server chơi nó sẽ ok hơn, mình mới nâng những cái con workbot spawn ra luôn nha. Mình có thể điều chỉnh được level những con thú trong server mình spawn ra, và mình điều chỉnh cho nó ví dụ như thú wheel cũng như đồng đồng nghĩa với mấy cái độ khó đó là 600, và cái số level 600 nó tới tận 405 tỷ máu. Không phải là chúng ta sợ đánh không nổi, nhưng mà đánh hơi lâu thôi. Xuống xuống lấy túi đồ anh nào phát. Đó, nó dưới đất nè. Đấy, đánh hơi lâu thôi. Đây, mình mở khóa được Enram rồi ha, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem được là mình mở khóa được cái Bokito Tribute với lại cái Tết siêu, và bây giờ mình xem coi như thế nào. Đây anh em thấy không, nãy hồi nãy mình giết con rồng là nó sẽ mở, hồi nãy mình giết con Rock Golem để mở khóa con rồng, giết con dôi thì mở khóa con Bokito là con khỉ đấy. Và nên mọi người có thể thấy được là Remedial Matrix. Đây, Real Demo Matrix là đây. Đấy, là chúng ta phải tổng hợp tất cả những cái matrix của những cái con boss lại ha, để làm được một cái cục đó. Rồi Omega Blue Sphere, Omega Blue Sphere là hình như là giết mấy con Omega đúng không? Đấy, nó sẽ ra cho mình. Rồi sau đó là mấy cái Ascend, giết 15 con khỉ boss ha. Rồi một cái đầu cưỡi xịn của con khỉ boss luôn. Rồi Element Closure là hồi nãy các bạn có thấy không? Element tím đó. Rồi 45 cái diamond trắng thì thôi khỏi bàn rồi, Lightburn rồi cái đầu Alpha.
Rất là đơn giản. So easy. Ok. Rồi và bây giờ mình bay qua rừng Redwood để tìm cái con khỉ Wordbot luôn ha. Mình có dặn anh em là chừa mấy con Wordbot cho mình, tại vì tập này mình đi quay cho nên là mình dặn anh em chừa lại mấy con Wordbot, nếu không là nó tém hết rồi. Mấy này nhanh lắm, nó tém hết luôn. Rừng Redwood là nó nằm ở phía dưới bản đồ. Thì hồi nãy quay lại cái vấn đề là những cái con Wordbot mình bon ra là mình ngụ ý là ban đầu mình bon tính bon 600 thôi. À, cho anh em đánh khó khó một tí, nhưng mà anh em trong server đánh nó thuộc dạng khó quá rồi, cho nên mình set cái level những con Wordbot ra là dao động từ 50 cho tới 100 là đánh là có thể là gọi là đẹp đấy, đánh có thể gọi là đẹp luôn. À, và một điều nữa là mình thì mình chưa có làm cái clip review mod hướng dẫn cho anh em cái cách tem. Nhưng mà mình có thể nói trước là khi mà các bạn đánh Wordbot đó, và trong thời gian mình nghiên cứu mình đánh Wordbot đó, mình có phát hiện ra một điều là lúc mà con Wordbot nó triệu hồi ra những con minion, và các bạn sẽ cố gắng giết hết tất cả những con minion để tắt cái lớp shield của nó. Trong lúc mà nó bon minion ra thì nó có hiện ra lớp shield, và lúc đó chúng ta đánh không vào, cái đánh rất là yếu, không còn được 1.5 tỷ dam nữa, và chúng ta phải dọn hết tất cả những con minion mới có thể đánh lại 1.5 tỷ đam bình thường được đó. Đó là cái mẹo đánh Wordbot. Mà theo như mình biết thì cái con mà lia nhanh nhất là cái con khỉ, có cái chiêu mà xoay xoay đít đó nè đó, cho nên là mình vote con đó. Nhưng mà bác nó có kinh nghiệm, nó đánh trước rồi, thôi mình lấy con này đánh cho nhanh, tại đây con này đam to phết. 700.000. Chỗ này là 93 51 ha. 93 51 93 51. 93 là ở phía dưới, 51 là bên đây. Rồi ok. Rồi anh thấy rồi. Rồi và bây giờ mọi người có đủ đồ để chế cho mình xin đồ để chế không? Dư anh. Ok. Dư hết cả ba con luôn. Dạ. Dạ. Ê. Ok. Sao đấy? Mày lại lỡ tay nữa đúng không? Biết mấy thằng bị phi lỡ tay cầm. Ờ đánh con này nó lên tô bồ nè, đánh con này nó lên tô bồ nè. Quên nữa, có cái loại đề tóc không? Hình như anh có. Được được được, không sao không sao, em đi theo ủng hộ tinh thần anh được rồi. Đó các bạn đánh phải đó, đem theo cái loại đề tóc nha, nó sẽ giảm tô bồ của mình xuống. Giảm tô bồ của con thú để tránh bị xỉu. Rồi Phát ơi, anh thấy không ổn Phát ơi. Cho cắn cho nó ăn lợn đi. Khoan từ từ, không gấp. Anh lo được. Gần chết con anh rồi Phát. Từ từ Phát ơi. Anh chừng nào anh kêu là chơi nha. Vậy được á Phát. Thà vậy. Rồi chơi đi Phát ơi. Rồi được anh xong rồi, Thì đó em không quýnh phụ nha. Rồi ok. Con. Rõ ràng là mình cắn đề thóc vô mà nó vẫn xỉu là sao em? Ngộ ha. Nó tô bồ tăng nhanh hơn, giảm hơn. Chỉ giảm thôi chứ không có giật phát là hết tô bồ đúng không? Không. Hết thế nhờ. Rồi 100 stamina nè, uống đề thóc cho nó luôn. Phải cắn thật là nhiều em ơi, mỗi lần cắn là nó sẽ cho mình nó hồi lại nè, nó hút ra phất. Con này khó đoán nha. Cắn cho nó lọ hiu. Nè phát anh dục đồ ra nè Phát. Ở dưới con đồ quay vần á, dư thì em lấy. Lấy hết. Ok, và bây giờ mình đi về. Sau đó mình sẽ chế ba con robot review cho anh em coi ha. Tập này chỉ đơn giản tới thôi. Đấy, chúng ta sẽ tiến hóa sức mạnh lên.
À, có một con này nữa nè, thôi mà mình lười đánh quá. Đâu rồi? Em hạ sát nó luôn. Đó đó, nằm ở đó đây. Giết con tép Ôi, này mở có con em tép này em. chỗ này em giết nó mở em đi âm tách nha. Ok. Rồi chờ đi em, chờ đi em, anh đứng ngay nó luôn rồi. Con ghi ra đấy hả? Ừ. Ôi. Nè, triệu hồi đệ ra hết quýnh được nè. À, thấy không, các bạn thấy không, phải có lớp siêu, nó có lớp siêu đấy. Rồi đi về, chắc là anh mở khóa được rồi. Anh hay bị lắc lắc, nó giết một con khoảng chừng 5-10 giây sau nó mới hiện ra. Anh muốn chế Vậy mày chưa em có phát hai con clip đó rồi chưa? em vừa Rồi, đi. và bây giờ thì mình sẽ đi theo trình tự ha các bạn. À, đầu tiên là mình sẽ chế là mấy cái lọ real demo nè. Ôi, anh chưa giết được cái con nhện nữa, cho nên là chưa mở khóa được enram của Matrix nhện. Nó lại ghê. Đem chế dùm chứ chứ còn nhà anh boss thường á À, nó hay giết con lắm. cái có tốt tem đây là, đây nè các bạn. Đây là nơi mà các bạn có thể chế được ra ba con robot ha. Và bây giờ á thì Phát sẽ chế cho mình những cái matrix đấy, chế những cái matrix artifact rất là nhiều. Ba cái mà chiếc các loại Ba cái matrix. Đúng rồi, tại vì mình chế lần này chế ba con lận, chế ba ba con đấy. Rồi sau đó là có ba matrix mỗi loại, rồi chúng ta sẽ chế thêm chế ba cái Remo Dio matrix. Sau khi có Remo Dio matrix rồi á thì chúng ta sẽ tổng hợp là những cái đầu của alpha khỉ, alpha nhện và alpha rồng đấy. Rồi Lapper thì chắc khỏi bàn rồi, 4.500. Ôi, con rồng là mắc nhất em ơi, con rồng nó tới 6.000 Lapper luôn. Nhưng mà anh thích khỉ nhất. Kim cương trắng thì đồ đạc thì mình đã đưa cho Phát hết rồi, tại vì các bạn thấy là mình giết ba con vỏn vẹn như thôi, đồ chắc chắn nó sẽ không đủ đâu. Nếu mà các bạn chơi các bạn phải giết rất là nhiều con, không giết rất là nhiều con boss 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 các kiểu này nọ giết ra đồ rồi. Accent thì khỏi bàn đấy, ra gần accent và nhện accent. Để coi anh có đem phụ qua được cái gì không. Đây mình trắng nè, đem vào luôn. Ui, chưa đủ em ơi, thiếu đây mình trắng nhiều nhỉ. Cái gì vậy? Thiếu kim cương trắng để anh đem qua coi. Còn kim cương trắng hả? Ừ. Trong bao em nhiều lắm. Em còn cái mấy thằng nữa. Ui, quá nhiều luôn á chứ. Rồi đây mình đã quá khỏe rồi, và bây giờ element closure này. Quá nhiều luôn, để anh gom đồ qua bớt từ từ. Rồi rồi sau đó là yên xịn của ấy thì chắc trong 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 này có không ta, yên xịn hả, im pro. Chưa có cái yên xịn nào hết em ơi. Cái đuôi của con nào mà nó cứ quất quất vô đầu anh hoài ấy nhỉ? Omega, Sphere, rồi Omega, mấy cái viên ngọc Omega. Thiếu artifact hả? Hậu có cái artifact nào không hậu? Để bay về nhà đấy. Không rồi để có mình một video thì mà cái anh thấy có không lấy qua luôn đi cho gọn. Mấy cái accent này nó nặng xám hồn thiệt các bạn ạ. Rồi ok, có đủ chưa?
AdSense đã đủ, AdSense này cũng đã đủ. Và AdSense rồng thì thiếu 14 cái AdSense rồng. Coi cái vâu của ông Phát coi. Ờ, AdSense rồng thiếu nha em. Thiếu. Ờ. Rồi đủ chưa? Hình như là chế được cái Bogito khỉ rồi đúng không? Ok. À đây 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 rồi rồi rồi. Còn thiếu cái gì nữa anh tí nữa. Chờ ta còn đặt xe nha. Ui giời ơi đây nè anh em à. Ủa đâu phải? Con này của mình mà. Ủa con này sao có một phát? Thì em chế ra anh lấy ra anh lo ra phải. Ủa vậy luôn hả? Khó vậy? Đó. Đây 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 là con của mình tự đem về nè để ông Phát nó chế nè. Ờ, để mình thử coi nha. Ấy 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 ui 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 té 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 xuống đây con ơi, xuống đây xuống đây. Ừ đây cái con mà mình thích nhất đây anh em ạ. Ừ ui con này để mình bật cái hiệu ứng này lên là anh em thấy là chói mắt liền ha. Ôi, nhìn chất lượng thật sự ngon. Ôi, từ từ chưa đam chưa to đâu. Đây, để mình luyện level cho nó lên cái đã. Con này thì chỉ có máu, stamina, quay, melee dam và tốc độ chạy, hình như nó thấy nó thiếu thiếu cái gì đó. Ôi, nó lên tới tận 250 liền luôn nè. Ngon, nâng max dam đi. Con này thì máu cơ bản của nó là 2 triệu rồi. Cho nên là chắc là không có bị đột tử đâu. Nhưng mà mình sẽ chừa cho nó khoảng chừng 10 điểm máu là đẹp. Chừa cho nó 10 điểm máu là binh. Còn như mình đè đam. Con này không biết là lên 240 điểm đam. Nó sẽ như thế nào. Ôi, 10 điểm máu thì nó chỉ có 2 triệu 2 thôi. Ok, no pro. Ui, 300 ngàn. Hơi thất vọng nha. Rồi, chuột phải rồi. Ôi, bắn từ xa nè mọi người. Ôi, hơi chiến. Ôi, sao bắn không trúng gì trơn vậy? Ok, bắn không trúng. Mình các bạn phải đổi cái góc nhìn thứ nhất để nhìn cho nó dễ ha. Ôi cũng ghê đấy. Chuột trái là như thế này. Chữ X cơ có gì hết không? À chữ X là cũng là chọi đá. Nhưng mà cục đá này chọi có skin của Omega nha các bạn. Ôi chiến. Chữ R. Ôi rồi 3 triệu mốt. Ôi chữ R lâu lâu nó sẽ xài được một lần. Cooldown 5 giây. Theo mình nghĩ là như vậy. Ôi kinh tay nhỏ. Thiếu không còn không đem qua đi. Gần đây có con bot bot nào không ta để mình đánh coi. Ôi bắn dưới nước được nè tại hồi nãy xa quá đó các bạn à. Xa quá. Chuyện. Được. Để một tí nữa mình đủ ba con cái mình qua bên cái đảo núi lửa mình quần luôn một thể. Ấy ngồi trên con này mấy con chép nó có đánh mình được không nhờ? Vẫn đánh được luôn hả? Cái gì? 28. Còn thiếu AdSense của rồng với lại thiếu AdSense của Raw Order nè. Raw Order thiếu 5 cái. Ờ. Ừ, hết bên đây hết AdSense rồi. Promoter đúng 5 cái luôn nè. Ôi, chuẩn thế. Rồi để tôi qua tôi lấy. Ờ để đang phát qua đi. Phát nó có đồ test nó bay nhanh quá. Wow, anh em thấy mọi người thấy con khỉ chuyến không? Nó bị chuyến rồi. Bây giờ thú boss nhà mình quá hết trời quá đất luôn.
À, tem bữa mình kêu tem khỉ cho cố vô, giờ để cho nó trống lỏng. Ôi nhàn phát, nó có thằng NPC mà Black Alpha Driver nè. Ghê thật. Thì tình hình là sau khi mà mình có ba con này rồi đó, thì chúng ta còn vài con nữa thôi là chúng ta có thể end được cái series này. Đó là cái con NPC War Chief mà gọi là tân đương kim vô địch đó mọi người. Và cái con thứ hai là cái con Reaper. Thì tập sau thì mình sẽ ở tập phát có tem được cái con Reaper King nào chưa? Hậu có tem rồi nha. Hậu tem rồi đúng không? Có nâng cấp nó lên chưa Hậu? Tôi định hỏi luôn mà không biết sao nè. À đấy, tôi biết cách. Cái con nâng cấp nó lên đó thì ông phải giết cái con không, đầu tiên là ông phải nâng cấp lên Alpha trước. Khoan, ông nghe tôi gián đoạn, tôi gặp điện thoại trước đó. Hiện À. tại tôi nâng cấp lên Alpha rồi nè. Nhưng mà lúc mà tôi chế cái Alpha á, cho nó ăn thục Alpha vô luôn rồi, nhưng mà nó bắt chờ 86.000 giây nữa, Nó mới nó đếm ngược mới tiến hóa hay sao, hay là ăn cái là được liền luôn. tôi nghĩ là ăn cái là được liền mà Nhưng mà ăn cái nó bắt tôi chờ 86.000 giây nữa, 86.000 giây tương đương với bao nhiêu phút nhỉ? hơi bị lâu á. Rồi bây giờ tôi sẽ nghiên cứu về sao đi. Hình như là vừa bon nó ra là nó sẽ full level luôn đúng không? Ok. Và đây là nhọn. Đấy. Cái bon ra khó chịu nhỉ. Đi đi. Đi xuống đây. Tôi bộ tăng giả mang luôn á, nó quánh lên tôi bộ giả mang luôn. À, kìa, nó đâu rồi? Ui, xuống này nhanh vậy. Wow. Ngon, ôi, nó lại hợp lý. Con này thì máu yếu hơn so với con Gorilla hả các bạn. Con này có 1.200.000 thôi. Nhưng mà được cái là theo như phát nói là nó đánh lên turbo rất là to. Anh thử bắn chuột phải đã. Đánh thử. Rồi, con sát có con Omega nè. Ôi rồi. Ôi rồi, bởi vì mình nói có mấy con này robot mà. Ôi rồi, kinh thế nhờ. Bằng nhiều đó là người bắn con nào yếu không? Từ Đi qua bắn boss lên. từ đấy. Rồi để mình đem ba con này qua mình quẩy ha mọi người. Coi như thế nào. Hai con rồng này đây, con rồng này hơi bị chuyến. Rồng này chuyến lắm, chuyến lắm. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Đây là các bạn sẽ... Ôi, con này tới tận 5 triệu máu luôn hả? Có cái gì nhiều dữ vậy? Ôi, 5 triệu máu nè. Trời, 10 điểm vọng vô máu rồi. Ủa sao con anh lên tới 55 dữ vậy? Sao anh biết được không? À không, 30 vẫn 30. Hả? À, em biết rồi, điện phút với oxygen nó không có cộng, nó cộng vô được máu cho anh luôn. Tính anh hơn nữa đúng không? Ui, nó 5 triệu máu mà khỏi nâng thì con nào mà đánh cho nổi. Nhưng mà dù sao mình sẽ cộng cho nó khoảng chừng 15 17 điểm đa máu đi là các bạn đẹp các bạn. Ui, lên 6 triệu luôn. Rồi đây đây. Thời tới rồi. Thời tới rồi các bạn ơi. Chơi nào, chuyến nào. Đây rồi. Ôi rồi nè các bạn coi cái chiêu mà phun chuột phải của nó nè. Ôi, giống như quả cầu Kamehame vậy đấy. Chứ cái cạp cái coi. Gần 1.950.000. Quạt ra 200 mấy chục ngàn. Kinh đấy. Có chữ ít nữa. Theo như mình biết chữ ít là mạnh nhất đúng không? Ôi, 16 triệu nè. Chữ ít mạnh hơn 10.
34 triệu. Ôi trời ơi. Ôi, có một con nào bên đây nè. Ôi sao kìa, sao chết rồi. Ôi sao con rồng này chết rồi. Ủa, làm gì chết anh? Ơ, à, nè. Hậu bên đây nè. À, con đó hả, của ông Hậu hả? Nó chết á, tự đắc nét quýnh chết. Ô, đắc nét quýnh chết luôn hả? Căng vậy. Thôi buồn cho Hậu. Ô dồi ôi, đam to vãi phìu luôn. Ôi, ngon. Để mình qua mình khiêu chiến với World Boss coi là mình có hạ nổi nó trong vòng một chiêu thức không nha. Để mình thử anh nha. Anh để ý số nhỏ nhỏ nha. Số nhỏ nhỏ gì? Nam hay chỉ đam á. Nam hay chỉ đam hả? Có hả? Nhưng mà không làm được 2 tỷ à. Em nói cái chiêu nào âm hay tử đam? Gạp. Gạp ấy hả? Ừ. Em cho chiêu ít không? Mấy chiêu đó không dính vô. Ủa vậy luôn hả? Nên thử. Ơ, à, bên đây hết quốc boss rồi nhờ. Nó mấy con boss thường rồi như thế nào? Ờ, boss thường chỉ có... Ôi, một hit một 21 triệu mà em boss thì chỉ có nước là quỳ lại thôi. Ôi dồi, tuyệt vời. Ngon. Rồi bên đây. Bên đây tên này farm không còn một con quốc boss nào luôn. Phạm lầm, phạm lốn nha. Cái bay là ngược về bên kia cơ có. Mình kết nhất là cái chiêu mà vẫy cánh của nó nè. Chiêu mà này nè các bạn. Đó. Hồn. Quạt cánh ra mấy cái tia, đáng lẽ mấy cái tia này là phải mạnh nhất đó chứ. Ôi dồi. Chính mình luôn. Nó đâu quay vần hả? Ôi dồi. Ôi, vàng cái màn hình luôn. Ok, mình đã qua vùng nối tiếp để mình thử làm nhẹ con Omega Dragon nữa ha anh em. Ô, không trúng à. Thử lại cái nữa. Ôi rồi, ồ, nó không vô đam, chịu. Ôi giời, sợ mày quá cơ, sợ mày quá cơ. Sợ mày quá cơ. À, mấy con Omega này nó chỉ cạp thôi, còn mấy cái chiêu thức mà bắn là nó không vô em ạ. Rồi, kiếm quốc boss tỷ thí rồi. Trên đây đúng không? À, đây. À, đúng rồi, nó không có án. Ờ, à, không vô đam, thôi cạp đi. Ok. Ủa, con này, à, con này con xích con. Ờ, nó cũng là con voi nữa. Ô, con Alpha Gigant nè. Alpha Gigant, hỏng cẳng với chúng tôi. Wow, 1.9 tỷ. Kinh thế nhờ. Để mình coi coi cái máu của nó giật nhiều không. Ôi, giật cũng nhiều quá chứ.
Wow, tuyệt vời. Đánh thì cũng hơi vất vả đấy, chứ không phải là one hit đâu. Cũng khá là vất vả đấy mọi người ạ. Mặc dù mình cạp, mình đã cố gắng, mình kiểu như thử mọi chiêu thức rồi, nhưng mà chỉ có cạp là có thể vô đam được mấy con workbot thôi. Còn khi mà các bạn cởi con này á, mà nó bon ra mấy con minion á, thì lúc đó cái lớp giáp của nó, mấy cái lớp giáp của nó sẽ được hiện ra. Thì các bạn sử dụng chiêu X á, để lia cái tụi minion và quay là đánh tay là đẹp. Còn cái con nhện thì chắc là mình cũng không không review nhiều. Cái thứ nhất là con nhện nó máu yếu, rồi đam nó cũng yếu, nhưng mà được cái nó có cái tính năng là đánh lên turbo, và mình nghĩ là không có ai chịu nổi một hit bắn của nó đâu. À, lâu lâu gặp Gigant muốn tem á, thì hên xui thôi. Mà nãy biết gì, hồi nãy mình trừ con Gigant cho con Pro Order được rồi. À, mấy anh Apex nè. Nâng 200 điểm nào quýnh mấy đôi ngô quay vành vẫn được không? Vẫn được hả? Ôi sợ. Để anh xách cái con Pro Model qua anh bắn xỉu một con boss nào cái đã. Mình có đem Pro Model theo không ta? À không, để quay về nhà cái đã. Đây. Rồi, à, bây giờ qua núi lửa ha. Bên này có con boss nào không nhỉ? Không có. Mong là qua đây sẽ gặp mấy em Dodo Red để cho mình thí nghiệm cái cây. Nó như thế nào? Đây rồi, bây giờ mình đứng trên cao mình bắn như là súng máy thôi, nó như thế nào nha. Thử rồi, trước mắt là mình lia tụi này cái đã. Mặc dù mình cưỡi rồng mà nó cũng không nể nang mình á, nó cứ lao vào nó đánh thôi. Này mà mình chưa nâng mát điểm. Đây, để nâng mát điểm lên cái đã. Con này thì điểm đam thì chắc là không cần nhiều đâu, chủ yếu là cho nó máu nó trâu trâu một tí, nó có 1,2 triệu thôi, cho nên là hơi thọt về cái điểm máu. À, 50 điểm máu là đẹp. Chu chu chu. Sao bắn không trúng nhỉ? Đam nó cũng lên cao cho lắm em nhỉ. Kìa. Xỉu luôn kìa. Ghê vậy. Như chữ C là gì ta? Bắn hả? Mình giết con Dodo Death luôn. Shit. Nó có hai cây súng máy bắn ghê thiệt các bạn ạ. Chịu ít cơ. Hình như cái chiêu chữ ít nó là cái gì đó. Nhìn thấy đã lắm. Mấy con đồ đồ này nó khó chịu nhỉ. Ôi, có con dồn đồ đồ. Wow, nó phun. Ôi, con nhện này chiêu đúng đẹp luôn. Chiêu đúng đẹp luôn. Coi gần đây có con Dodo Red này không, để mình thử lại cái nữa coi.
Ồ, nó bắn à. Ôi. Kinh vậy. À, mấy cái chiêu bắn bắn này là nó thường thường nó sẽ không vô mấy con sít con hay là con quốc boss đâu anh em ạ. À. Nó vậy thôi. Còn vô mấy con boss thì bình thường. Nó lắc. Quá hết trời lắc. À. Rồi ok. Thì mình hôm nay mình review tới đây thôi anh em ạ. Và cảm ơn anh em đã hôm nay đã xem video này của mình. Và nếu thấy hay thì like, share và subscribe cho kênh YouTube mình để ủng hộ mình nhiều hơn đó nha. Và bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở tập sau.